Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Việt Thảo xin kính chào quý vị. Hôm nay chính thức bắt đầu vào chương trình gây quỹ cứu trợ bão lụt miền Trung năm 2020. Chương trình được trực tiếp thu hình và phát hình trên tất cả các hệ thống truyền hình của miền Nam California, và đặc biệt được livestream trên Vietface TV, một số cái Facebook của anh chị em ca sĩ có mặt trong chương trình hôm nay. Và đặc biệt hiện giờ thì trên Facebook của Việt Thảo, như quý vị và các bạn đang xem, là trực tiếp livestream liên tục luôn nha, cho đến khi chấm dứt chương trình. Chương trình dự định từ 5 giờ chiều giờ California ngày Chủ nhật 25 tháng 10 cho đến 9 giờ đêm, nhằm 7 giờ sáng thứ hai 26 tháng 10 năm 2020 giờ Việt Nam. Cho nên quý vị có thể theo dõi và share, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Đây là quý vị trực tiếp xem chương trình ở đây diễn ra làm sao thì quý vị xem như vậy, chứ không phải là thu trước rồi phát lại. Đương nhiên, từ đầu đến giờ quý vị thấy về setup kỹ thuật như thế nào thì bây giờ chúng ta mới vào chương trình được. Chương trình như thế nào? Có tất cả những MC mà chúng tôi đã kể ra, và các MC đó lần lượt luân phiên nhau để mà điều khiển chương trình hôm nay cùng với Việt Thảo. Tất cả những tin tức thu hoạch được bao nhiêu, mọi người đóng góp bao nhiêu, chúng tôi cũng sẽ công bố chương trình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu ngay vào chương trình. Và người MC đầu tiên cùng làm việc với Việt Thảo trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị dành tràng pháo tay tất cả quý vị cho MC Ngọc Đăng Thành. Cảm ơn Việt Thảo. Và Ngọc Đăng Thanh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình livestream để gây quỹ cứu những người thương của chúng ta đang còn tại miền Trung quê nhà. Và Ngọc Đăng Thanh cũng cầu xin ơn trên phù hộ cho chương trình này gặp nhiều may mắn và tất cả mọi điều tốt đẹp trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, lâu lắm rồi thì Ngọc Đăng Thanh mới trở lại làm những cái chương trình livestream như thế này. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa và mình cảm thấy hạnh phúc khi được đứng góp mặt chung với lại các anh chị em nghệ sĩ. Tất cả chúng ta ở đây ở hải ngoại muốn đóng góp một chút ít sức của mình để gửi về cho đồng bào miền Trung bên đó. Họ đang cần những cái sự giúp đỡ của chúng ta. Và Ngọc Đăng Thanh mong rằng cái chương trình ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp, nhờ vào sự quan tâm của quý vị, lòng hảo tâm của quý vị. Quý vị hãy coi những cái số phone mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến để quý vị có thể đóng góp giúp cho chương trình được tốt đẹp hơn. Và mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Ngọc Đăng Thanh xin gửi đến quý vị đoàn múa Việt Cầm. Xin mời các em.
dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa không dám khinh suất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Đúng ra thì Việt Thảo ngồi bên này để mà chương trình được liên tục không cần phải chạy ra sân khấu. Nhưng mà vì chưa có set up kịp đèn ở bên này. Quý vị có thể liên lạc về số điện thoại miễn phí để có thể đóng góp hay là bảo trợ cho chương trình hôm nay. Số điện thoại là 1-888-532-2272. Xin nhắc lại, nhưng mà thực sự ra tôi nghĩ rằng trên các đài truyền hình hay là ở trên livestream trên Facebook thì ban tổ chức cũng có sẽ để cái số điện thoại này. Xin nhắc lại là 1-888-532-2272. Xin gặp Long Thanh. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, theo những gì của dự thảo vừa thông báo, đó là cái số điện thoại mà Ngọc Lan Thanh nghĩ rằng cũng sẽ có chạy ở trên đó. Tất cả quý vị nào mà muốn đóng góp thì cứ việc gọi cái số phone đó. Dạ, chúng tôi có một cái nữa. Lúc nào cũng có người. Có một cái nữa, người ta hỏi bây giờ tôi gọi đó rồi tôi làm sao cho. Không sao hết quý vị, cứ gọi vô đi. Người Việt Nam nói tiếng Việt hướng dẫn quý vị cho như thế nào. Cái quan trọng ở đây không phải là không biết làm sao để cho, mà vấn đề là cho bao nhiêu. À, con nói rất rõ nha, là chương trình hôm nay chúng tôi không có xin tiền. Nói thẳng luôn, không có xin tiền. Tại vì đâu có phải mình cần sự bố thí để mà xin, phải không nào? Cái người dân lũ lụt ở miền Trung
bị thiên tai, đó là cái chuyện thiên tai bão lụt. Người Việt Nam mình dành chút tấm lòng cho nhau, bảo trợ, lo lắng cho nhau, điều đó nên làm. Chứ không phải là, tôi chắc chắn người miền Trung cũng không xin tiền đâu. Cho nên, chúng tôi không xin, nhưng ai cho chúng tôi nhận. Tại vì chúng tôi muốn chuyển cái tấm lòng quý vị đến cho đồng bào miền Trung, chỉ có vậy thôi. Nhá, xin cảm ơn, mời chị. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ, Ngọc Đăng Thanh xin gửi đến quý vị tiếng hát của một nữ ca sĩ cũng là bạn rất thân của Ngọc Đăng Thanh. Lúc nào hai đứa cũng gắn chặt với nhau và đi trên những chương trình thiện nguyện thì lúc nào cũng có mặt. Đó là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế là nữ ca sĩ được mệnh danh là TV Chi Bảo của năm 1972, phải không chị? 70 hay 72 hả? 70 hay 72? 70. À, Việt Thảo cũng kêu bằng chị. Tại vì chị Phương Hồng Quế lớn hơn Việt Thảo chỉ một tuổi thôi. Một tuổi mà phải đành đoạn cái số phận làm em như thế này. No, lớn hơn em một tuổi. Ủa sao vậy? No. Thiệt hả? Vậy từ hồi đó giờ em kêu bằng chị chỉ tẩn tẻn cười hoài à. Nè cưng, hát đàng hoàng bữa nay nha. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ anh với chị cứ nói tên tuổi hoài, em mắc cỡ quá chừng à. Khán giả đang coi mà kỹ nhất á, là hỏi tuổi của người phụ nữ, quý vị ơi. Không có hỏi, khai thiệt luôn nè. Phương Hồng Quế bằng tuổi hoặc lớn hơn Dịch Thảo một tuổi, mà năm nay Dịch Thảo mới có 45 à. Nghe được á em. Cảm ơn em. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì một cái buổi ca nhạc rất là đặc biệt và có ý nghĩa đối với tất cả người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới. Dù lưu lạc nơi nào thì cái tình quê hương đồng bào ruột thịt vẫn có ở trong trái tim của chúng ta. Cũng với tinh thần này, hôm nay Phương Quế đến đây để cùng với anh chị em nghệ sĩ mỗi người góp tiếng hát, góp bàn tay, cũng như quý vị đang xem chương trình chị em chúng tôi cũng cùng chúng tôi gửi trái tim mình về đến đồng bào của chúng ta ở miền Trung đang rất là cực khổ vì cái cơn bão lụt. Và để góp tiếng chương trình ngày hôm nay thì thường thường á, Phương Hồng Quế đi đâu thì cũng phải có một người bạn kế một bên. Chắc là quý vị cũng phần nào biết được người này là ai rồi. Thì xin quý vị cùng với Phương Quế chào đón Trang Thanh Lan. Trước nhất, Trang Thanh Lan cũng xin kính gửi lời chào đến quý vị đang xem đài trực tiếp. Thì cũng như là tất cả mọi người dân ở Mỹ, được định cư Mỹ, được sống no ấm, thì không ai không chạnh lòng nghĩ tới quê nhà khi thấy đồng bào ruột thịt của mình trong màn trời chiếu nước. Thì những mỗi ngày thì coi những cái tin tức đó thì mỗi cái lúc đau khổ trong lòng của mình rất là nhiều. Cho nên Trang Thanh Lan mong rằng quý vị hãy nghĩ tới miền Trung thương yêu của chúng ta đang bị cơn bão lụt quá lớn. Thì hãy góp một bàn tay để có chút xíu nào đó về cho ấm lòng người dân miền Trung. Trang Thanh Lan và Phương Quế cảm ơn rất là nhiều. Và bài hát để hướng về miền Trung có nhạc, một bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Phạm Đình Chương. Của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bài hát được mang tên Tiếng Sông Hương. Chờ
bên vẫn lâu thuyền vó đơm sâu. Ơi họ, ơi họ, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời răng trời hành cơn lụt mỗi năm. À ơi, khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An để lan biển khơi. Ơi họ, ơi họ, họ ơi, ai là qua là thôn vắng, nghe sâu như mùa mưa nặng, cùng em xót dân đều tranh chiếu mạnh. Họ ơi, bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thuê hết điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan đã binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh, ngập ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Miền Trung vọng tiếng em sinh em bé tên là Hương Giang, đêm đêm của anh trắng vàng mà tháng. Trời hành cơn lụt mỗi năm. À ơi, khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An để lan biển khơi. Ơi họ, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan đã binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Kính thưa quý vị, đó là phần trình diễn của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Xin phép cho Quế nói một câu, vì trước khi Quế đến đây, có một cô ở San Diego đã gửi cho Phương Hồng Quế một số tiền để ủng hộ. Cô là tên là
Tô Mỹ En ở yes. San Diego. Cô ủng hộ 512 đồng. Cái số 12 là số cô rất thương, rất đặc biệt. Thì cô nhắn Phương Quế là gửi đến cho cái buổi tổ chức hôm nay 512 đồng. Phương Quế và anh chị em nghệ sĩ xin cảm ơn cô Tô Mỹ En. Tô Mỹ En và chúc cô có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Phương Quế. Việc Thảo định không chạy lên nhưng bên kia chưa có đèn. À, trong thời gian làm việc đó, nếu được set up cho cái đèn bên đó để Việt Thảo ngồi làm việc tại chỗ luôn nha. Chạy lên chạy xuống thì mất thời giờ của mọi người thôi. Ở đây chúng ta có được một cái danh sách, và mới nhất là chúng tôi nhận qua Facebook Messenger của một anh Thanh Bùi. Đây là người bạn ở bên Thụy Điển, nhắn tin nói cho đóng góp 300 đô la. Được, chuyện nhỏ. Kính thưa quý vị, không cần thiết phải gửi cho Việt Thảo nha, hay là nhắn qua Việt Thảo. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại, nhớ không? À, số điện thoại để trên bàn. À, một chút chúng tôi sẽ thông báo thêm. Lúc nãy thông báo hình như có người nghe không được rõ lắm, nhưng mà chắc chắn rằng trên màn ảnh truyền hình sẽ có số điện thoại. Chị lấy số điện thoại lên thông báo luôn. À, xin phép được đọc liền danh sách của các mạnh thường quân, những ân nhân đã bảo trợ chương trình hôm nay để chuyển đến cho đồng bào bão lụt miền Trung. À, nếu chúng tôi đọc mà cái dấu mà không rõ có trạch thì mong quý vị thông cảm cho. Nhắn tin vô chúng tôi sẽ sửa lại. Surihi, chị Kim Hoàng, 5.000 đô la. À, có một chị ẩn danh, không muốn nói tên ra, cho 5.000 đô la. Ngọc Sương Restaurant, 1.000 đô la. Cô Diệu Tánh ở Westminster, 300 đô la. Old Snail and Beauty Supply ở Australia, 5.000 đô la. Tony Dương, 500 đô la. Mai Ly Thị Trần, Trần Thị Mai Lý có thể, 100 đô la. Hoa Trần, 200 đô la. Ái Linh La Family, 450 la. Tô Mỹ Ân vừa rồi, qua Phường Hồng Quế, 512 đô la cash. Mai Ngọc Khánh ở Westminster, 50 đô la. Kimberly Mai, 50 đô la. Thanh Bụi, 300 đô la. Công ty Evergreen ở Tampa City, 2.000 đô la. Và Thảo Đặng, 500 đô la. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin thành thật cảm ơn quý vị. Cho cái số điện thoại. Và bây giờ thì Ngọc Đăng Thanh xin lặp lại cái số phone. Đó là 1800. Ồ. 888. Hả? Bỏ cái 00. À, bỏ 00. Dạ. Dạ thôi, Việt Thảo kêu bỏ. 1-888-532-2272. Chúng tôi xin được lặp lại là 1888 chứ không phải 1800. 1-888-888. 4 cộng số 8. Quýnh rồi. Bây giờ đọc lại nha. 1-888-532-2272. Con dạ. số này sẽ được cập nhật thường xuyên. Quý dạ. vị ơi, chỉ cần gọi điện thoại vô, có sự hướng dẫn làm thế nào để giúp cho đồng bào miền Trung. Có người nói rằng, à, người ta cho cả ngàn, tôi cho có 10 đồng, 5 đồng được không? Dạ, tôi chỉ cần mỗi người đồng bạc thôi. Chúng ta có khoảng 2, 3, 4 triệu người Việt Nam ở tại hải ngoại là chúng ta có mấy triệu đô la. Chỉ cần một đồng bạc thôi quý vị. Xin được cảm ơn và trở lại với chương trình. Cảm ơn Việt Thảo. Và bây giờ để tiếp nối chương trình văn nghệ, Ngọc Lan Thanh xin gửi đến một người anh cũng hay đến làm những cái chương trình từ thiện để giúp đỡ mọi người. Đó là nam ca sĩ Quốc Anh. Em chào anh. Chào em. Dạ, thưa anh, cái trong hôm nay em thấy anh sẽ hát bài Mưa Lũ. Mà bài này là của anh sáng tác hay là sao anh? Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi buổi chiều hôm nay. Ngọc Đăng Thanh, trước cái tình cảnh đau thương, mất mát của đồng bào mình ở quê nhà đó, thì anh chỉ góp được cái phần của anh để chia sẻ, xoa dịu đi bớt được cái nỗi đau mất mát đó. Thì nỗi niềm đó thì anh viết thành một cái đoạn khúc, như em đã biết là mang tên là Mưa Lũ. Thì chiều hôm nay thì có mặt ở đây, xin cầu nguyện ơn trên độ trì để cho đồng bào chúng ta vượt thoát được cái cơn đau khổ này thật là nhanh, thật là sớm. Và xin kêu gọi tất cả quý vị có mặt chương trình hôm nay, hãy mở rộng lòng nhân ái, mỗi người với chúng tôi góp một bàn tay thôi, để chúng ta cùng chia sẻ nỗi đắng cay và ngọt bùi với đồng bào của chúng ta ở cố hương. Dạ, mời anh. Thank you.
trùng mưa lũ hai hùng nghiệt oan, trùng trùng báo giông chút lên đời sống, nhà trôi theo nước phận người buông xuôi, ngước mặt nhìn trời đắng cay lệ rơi. Kia là biển nước mênh mông, ôi bao sinh linh sống trong lầm than, một trời tan tóc đau thương, thương người khổ nạn, thương đời lầm than. Vì lòng nhân ái xin góp một bàn tay, để cùng sẻ chia ngọt bùi với người, cùng chung đất nước, cùng một kiếp người, lúc gặp hoạn nạn giúp nhau người ơi. Trùng trùng báo giông chút lên đời sống, nhà trôi theo nước phận người buông xuôi, ngước mặt nhìn trời đắng cay lệ rơi. Kia là biển nước mênh mông, ôi bao sinh linh sống trong buồn đau, một trời tan tóc điêu linh, thương đời khổ hạnh, thương người lầm than. Mở lòng nhân ái xin góp một bàn tay, để cùng sẻ chia ngọt bùi với người, cùng chung đất nước, cùng một kiếp người, lúc gặp hoạn nạn giúp nhau người ơi. Cùng chung đất nước, cùng một kiếp người, lúc gặp hoạn nạn giúp nhau người ơi. Cùng chung đất nước, cùng một kiếp người, lúc gặp hoạn nạn giúp nhau người ơi. Cảm ơn anh Quốc Anh. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận được feedback từ khắp nơi, từ Việt Nam, Pleiku, ở thành phố hay là Đà Nẵng. Nói chung tất cả đều cho biết rằng nghe rất rõ ràng. Khi nhận được cái message này, chúng tôi muốn rớt nước mắt, là tại vì cái tiếng nói của chúng tôi không phải chỉ chúng tôi nghe, mà được đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới theo dõi và lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Tiếng nói từ tấm lòng của những anh chị em nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, có một hay cũng nhiều người nói rằng, nói cô MC Ngọc Đăng Thanh đó, nói lớn lên chút xíu nữa là hoàn hảo. Úi chà, thương ông, mọi người để ý kỹ ghê. Và hiện giờ ban kỹ thuật
Cũng nhiều người đề nghị là xin cho cái số điện thoại hiện lên trên màn hình để cho mọi người thấy. Chứ bây giờ nói nghe qua rồi lúc đó lại mải mê coi văn nghệ. Nó có một cách nữa là trên Facebook của Dịch Thảo có post cái poster lên và phần dưới nó có cái số điện thoại nha. Đó là một cách. Bây giờ chúng tôi xin được thông báo là số điện thoại để quý vị có thể gọi về. Và ở bên Việt Nam có nhắn tin hỏi nếu Việt Nam gọi về mà giúp cho đồng bào lũ lụt miền Trung được không? Dạ được quá đi chứ. Cứ gọi vô số điện thoại 1-888-532-2272. Xin cảm ơn. Trở lại chương trình với chị Ngọc Đăng Thanh. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ, Ngọc Đăng Thanh xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát trẻ trung của nữ ca sĩ Mai Thanh Thúy với nhạc phẩm Mưa Trên Phố Huế. Mai Thanh Thúy xin thân ái kính chào tất cả các đồng bào mọi nơi Việt Nam của mình trên khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Mai Thanh Thúy xin được hân hạnh đóng góp bài hát của mình để kêu gọi tất cả chúng ta cùng chung tay để quyên góp cho lũ lụt miền Trung. Mai Thanh Thúy xin chân thành cảm ơn.
biệt nơi mô để nhớ với thương một người. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quên nhau dưới chân tiên mù anh còn không. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn, vì tiếng mưa trong làm mình cô đơn. Ngày nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Cho tay em còn muốn dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào. Khóc tình đã nghìn tuổi, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng
Chương trình livestream trực tiếp gây quỹ cứu trợ bão lụt miền Trung vẫn đang được tiếp tục khắp nơi. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã báo cho chúng tôi biết là không coi được, chứ nếu không chúng tôi ngồi làm trong này cũng không biết nữa. Rất là cảm ơn. Hiện giờ thì mọi người cho biết âm thanh rất rõ ràng, và coi như toàn thế giới, global, toàn cầu, những người Việt Nam nào đang theo dõi chương trình đều có thể thấy và nghe rõ được những việc làm của anh chị em nghệ sĩ ở tại miền Nam California đối với đồng bào bão lụt miền Trung. Và xin lặp lại số điện thoại là 1-888-532-2272 để quý vị có thể gọi trực tiếp đặng donate hay là đóng góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung qua chương trình hôm nay bằng cái credit card của mình. Quý vị khi gọi số này, người ta sẽ hỏi tên hay là cái số credit card expire ngày nào, ngày hết hạn, và những cái số code ở trên cái thẻ của mình để mà mình có thể cho bao nhiêu cũng được nha quý vị. Rồi, trở lại với chương trình, chị Ngọc Long Thanh. Dạ, cũng có thể nhận check. Nếu quý vị liên lạc được với cái người giữ phone thì sẽ cho quý vị biết địa chỉ để gửi check về. Hy vọng rằng địa chỉ này cũng sẽ có trên màn hình nha quý vị. Check donation mail to Việt Love Foundation Incorporated. Mình để gửi về cho Việt Love Foundation Incorporated. Việt Love là Việt, là Việt Nam, Love là tình yêu đó, Foundation, rồi INC, địa chỉ là 9315 Bonsa Avenue, suite là 166, thành phố Westminster, California 92683, nha quý vị. Mình có thể nghe đi nghe lại được, và hy vọng rằng bên kỹ thuật sẽ lo số điện thoại và địa chỉ để quý vị có thể gửi về. Có người sẽ hỏi rằng, chương trình ngày hôm nay tôi gửi check về rồi nhận được nó trễ rồi sao? Dạ không. Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu để chúng tôi thông báo cho mọi người cần thiết cứu trợ bão lụt miền Trung và có chương trình này. Chương trình này được lưu lại trên Facebook để quý vị có thể theo dõi hoài, coi hoài cũng được. Và chúng ta có thể gửi check, có thể gọi về số điện thoại để liên lạc donate cho miền Trung nha quý vị. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Diệp Thảo. Và tiếp theo đây là một tiết mục với tựa đề là Miền Trung máu chảy ruột mềm, sẽ do nhóm Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ, Ngô Thúy Hằng và Hồng Khánh trình diễn. Chúng tôi xin được liên lạc lại, xin được thông báo lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào donate cho chương trình hôm nay. Đó là số 1-888-532-2272. Xin được cảm ơn. Và bây giờ trong phần trình diễn của bốn anh em Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ, Hồng Khánh và Thúy Hằng, Ngô Thúy Hằng. Nguyễn Đức Đạt là người không có, là anh đeo mắt kiếng mà không có nhìn thấy, cho nên quý vị thấy vừa đàn vừa thổi sáo. Rồi anh phải đo được cái tầm khoảng cách của cái microphone nó bao xa để âm thanh có thể tốt nhất. Không thấy ai hết đó mà nghe nói cứ cười cười tủm tỉm hoài à. Vừa đánh đàn hay mà hát giỏi nữa, kế bên là Thành Lễ. Wow, có cái loa nữa. Có loa để làm gì vậy Lễ? Dạ, kêu gọi đồng bào coi ai còn sống sót không? Tụi em phát ra lương thực. Check. No, phát lương thực là không liên quan đến còn sống hay không sống. Dạ, kêu gọi, dạ. Đó là một phần trong tiết mục. Mình sẵn sàng trình diễn cho em. Ok, xin mời. Xin mời. Bà con ơi,
chung quá nghèo mà chịu kiếp tòa đời. Người đang khóc nhìn anh em mình chiến chống gian. Tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi. Miền chung quanh năm trời gieo nắng hạn. Miền chung hoang nạn ta cùng sớt chia, anh em chung tay cùng chung một lòng góp sức cho nhau vượt khỏi cơn đau. Nơi đây miền Trung màn trời chiều đất thương người anh em sống xa nghẹn ngào. Chiều kiếp tòa đời, tôi đang khóc nhìn anh em mình chiếm trong gian. Tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi. Miền chung quanh năm trời gieo nắng hạn. Miền chung khắc hoạn nạn ta cùng sớt chia, anh em chung tay cùng chung một lòng góp sức cho nhau vượt khỏi cơn đau. Nơi đây miền Trung mà chưa chịu đớn thương người anh em xót xa nghẹn ngào. Thay mặt cho nhóm bài hát Miền Trung máu chảy ruột mềm, bốn anh chúng tôi xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được bình an. Và bài hát xoa dịu nỗi ương đau mất mát của tại miền Trung nước Việt Nam. Và cũng cảm ơn nhóm Charity của Việt Lớp, tất cả anh em ca sĩ tại hải ngoại, xin cầu nguyện cho chúng ta luôn luôn được bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, tôi thấy Nguyễn Đức Đạt đưa tay rờ cái microphone, hình như em muốn nói cái gì tâm tình. Dạ, em chỉ muốn nói là xin quý vị xin được đóng góp càng nhiều càng tốt cho miền Trung của nước Việt chúng ta, bởi vì khổ quá, năm nào cũng bị, nhưng mà năm nay bị quá nặng,
thiên tai rồi nhân tai rồi đủ thứ gì ra xót ruột lắm. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Em có biết rằng từ đầu đến giờ đó không có cái tiết mục nào được vỗ tay lớn như tiết mục vừa rồi. Không phải vì em hay đâu, đừng có mừng dỗi. Dạ, không dạ. Hay, hay thật, cảm động. Cho nên cái vỗ tay là xuất phát từ tấm lòng. Nhưng mà ngay từ đầu mọi người hình như không có vỗ tay là ngại. Ngại là tại vì ở đây là những VIP, những người ngồi, dạ. Là những người bảo trợ rất lớn đó. Dạ, Việt Thảo xin giới thiệu nhưng mà không dám cho thấy mặt tại vì không có hỏi ý kiến trước. Những VIP ngồi đây là những người đã có đóng góp rất lớn trong chương trình hôm nay. Và như quý vị biết, tình hình đại dịch cho nên chúng tôi không thể tổ chức ở một cái nơi, ở một cái rạp hay là ngoài trời như là hàng 5.000 người hay 10.000 người hay hàng chục ngàn người được, mà chỉ thu gọn ở trong một phòng nhỏ hẹp thôi, để mục đích là đưa hình ảnh và tiếng nói cũng như tiếng hát của nghệ sĩ đến với khắp nơi. Chương trình hôm nay được bảo trợ khắp nơi hết và có những người đã đến tham dự. Chúng tôi không có hỏi ý kiến trước, thành ra không có dám. Nếu quý vị cho phép thì tôi mới dám giới thiệu thôi, thì cái đó sẽ hỏi lại ban tổ chức. Có một điều nữa là hiện giờ các em có thể đi xuống được rồi, tội nghiệp đứng ngoài. Dạ, anh Việt Thảo nói. Xin cảm ơn em. Dạ. Tới bây giờ thì bên kỹ thuật cho biết và chúng tôi cũng thấy trên Facebook, trên livestream là số địa chỉ để gửi thư hay gửi check về và số điện thoại để liên lạc. Quý vị thấy rất rõ phải không ạ? Ở trên màn ảnh sẽ chạy liên tục, cho nên từ nay thì chúng tôi chắc sẽ không nhắc lại cái địa chỉ hay là số phone nữa để dành thời gian cho ca nhạc và cái sự đóng góp của mọi người. Riêng ban tổ chức thì chúng tôi chưa thấy đưa up to date nha, cái cập nhật cái tin tức mà số người tài trợ hay bảo trợ bao nhiêu để chúng tôi thông báo sớm cho mọi người biết. Và xin các bạn, vừa rồi thì có một giai đoạn ngắt ngang trên livestream, thì sau khi trở lại thì có nhiều người tưởng là hết rồi, cho nên các bạn cái quan trọng nhất là hãy share, chia sẻ cái livestream để cho mọi người biết đến, để cái sự đóng góp cho miền Trung càng nhiều. Xin được cảm ơn. Dạ đúng rồi, tại vì mỗi lần chương trình mà live như thế luôn luôn có những cái trục trặc nhỏ nhỏ, nhưng mà quý vị đừng có bỏ là gì, ngay từ đầu Việt Thảo đã nói rồi, chương trình này đó nó kéo dài nhiều lắm, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng từ từ sẽ có mặt hết trong chương trình này. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng đây là cái chương trình chút xíu rồi hết. Theo em thấy ở trong cái livestream anh đang theo dõi để coi cái feedback trở về, thì hình như đúng một tiếng nó ngưng một cái, mình phải reset trở lại. Dạ, dạ. Cho nên quý vị nhớ nha, nếu coi một tiếng đồng hồ nữa mà tự nhiên ngưng một cái thì mình biết là đang reset trở lại, mình chuẩn bị coi tiếp. Không phải coi lại cái cũ nữa mà coi cái mới. Xin cảm ơn. Dạ. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, Ngọc Đăng Thanh xin gửi đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Vân qua nhạc phẩm Tiếng Mưa Đêm. Vỗ tay lớn được, vỗ tay được. Hình như Thùy Vân chưa vào. Không sao cả. À có đây rồi mà phải không? Đó. Dạ, có lẽ là Thùy Vân đứng ở phía ngoài bị vì ca sĩ đông quá. Thành ra không có đứng ở trong phòng này đông được. Dạ, bây giờ thì Ngọc Đăng Thanh xin gửi đến nam ca sĩ trẻ Phùng Ngọc Huy qua nhạc phẩm Kiếp Ve Sầu. Xin mời em. Trẻ thiệt, xin cảm ơn. Cái này trẻ thiệt chứ không phải thiệt, không phải giả. Dạ. Cảm ơn. Dạ, bài nói đầu tiên Phùng Huy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt tại buổi tối hôm nay, cùng với tất cả quý vị đang xem livestream. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Dạ, và một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hy vọng là tất cả các mạnh thường quân đang có mặt ở đây cùng với mạnh thường quân đang xem livestream, chúng ta cùng quyên góp thật mạnh tay để giúp cho tất cả các đồng bào miền Trung đang gặp trong cơn lũ lụt. Và sau đây thì Phùng Huy xin đổi không khí dòng nhạc chút, là Phùng Huy sẽ hát một ca khúc nhạc trẻ và cũng có sau đó sẽ có một cái giai điệu rất là sôi động. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thức một ca khúc nhạc ngoài là Việt mang tên Kiếp Về Sau. Từ khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021.
quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.